Xin có một số ý kiến về lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16 là thời kỳ lịch sử Việt Nam có sự thịnh vượng dưới thời của kỳ của triều Lê Sơ. Thời kỳ Lê Sơ với 100 vua, bắt đầu từ vua Lê Thái Tổ và kết thúc là vua Lê Cung Hoàng. Và đến thời kỳ này thì triều đình nhà Lê bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất chưa từng có về mặt kinh tế, về mặt chính trị, như mặt văn hóa, về mặt quân sự cũng như mặt ngoại giao chưa từng có. Về chính trị thì chính quyền nhà Lê đã tổ chức được một cái bộ máy chính quyền khá hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Ở địa phương thì chia thành các đạo Hữu Tuyên, thành 13 đạo Hữu Tuyên. Và đạo Hữu Tuyên xa nhất là đạo Hữu Tuyên ở Quảng Nam. Về kinh tế thì có chính sách quân điền phát triển mạnh, và đến thời kỳ Lê Thánh Tông thì lập thành các đồn điền. Về sòi thì nhà Lê Sơ chú trọng nho giáo và đặt nho giáo lên hàng đầu. Thời kỳ Lê Sơ thì nho giáo được đặt lên hàng đầu và coi như là một cái khuôn vàng khước ngọc để mà củng cố trật tự xã hội, cũng như để củng cố cho uy quyền của nhà vua. Mà có một điều đặc biệt của nho giáo thời Lê Sơ so với nho giáo thời kỳ trước đó, đó chính là nho giáo thời kỳ này nó chỉ chú trọng đến chữ nghĩa, chú trọng đến khoa cử. Về mặt hương nghiệp thì nho giáo không để, người ta gọi là nho giáo thời kỳ của Chu Hi, thời kỳ của Trình Di, Trình Hạo và thế kỷ thứ 11 thời Tống. Rồi. Mặt văn hóa thì có sự hình vượng nhất là nổi bật nhất đó chính là những tác phẩm thơ của Nguyễn Trãi và bài tác phẩm của Lê Thánh Tông với hội Tao Đàn, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau khi Lê Thánh Tông qua đời vào năm 1497 thì triều đình Lê Sơ bắt đầu suy yếu, và đến năm 1527 thì triều đình Lê Sơ bị sụp đổ với sự hình thành hai ở sự hình thành hai chính quyền trái ngược nhau, gọi là chính quyền Bắc Triều của nhà Mạc và chính quyền Nam Triều của nhà Lê Sơ. Và đến năm 1627 thì bước vào thời kỳ chính quyền của họ Trịnh ở phía Bắc và họ Nguyễn ở phía phía Nam, vì phía Nam phía Nam. Và cái mục đích của cái việc mà hai chính quyền này đánh nhau là thứ nhất á, là có thể là gì, có thể là để thống nhất đất nước cái nhất, cái hai là có thể là để tranh giành sự chính thống ở đó, truyền thống ở đó, không ở đó. Chính quyền Nam Bắc Triều nó tồn tại từ năm 1533, kết thúc vào năm 1592, 1592, và thời kỳ Trịnh Bị Phân Tranh thì nó kéo dài cho năm 1627, năm 1672. Thì cái mục đích của nó thì cũng đơn giản là chỉ để tranh giành lợi nhau, mục đích là thống nhất đất nước, đúng không? Thống nhất đất nước. Và sau thời kỳ mà Trịnh Nguyễn Trịnh Bị Phân Tranh thì cái chính quyền bị thì đất nước bị tiêu điều và bị phân chia thành hai cái vùng riêng biệt. Hai vùng đất riêng biệt là gọi là vùng đàng ngoài và vùng đàng trong. Đàng ngoài thì nó trải dài từ vùng sông Danh, vùng Quảng Bình cho Bắc, còn đàng trong thì trải dài từ vùng sông Danh cho Bà Nam. Vùng đàng trong đó nó kéo dài, lúc đầu đàng trong chỉ kéo dài tới Phú Yên à. Nhưng mà do chính sách khẩn hoàng, sách khai hoang và sách mở đất phía Nam của chú Nguyễn và lưu dân người Việt, thì vùng đất đàng trong đã mở dài, mở rộng tới tận vùng đất bán đảo Cà Mau vào cuối thế kỷ 18. Và đến cuối thế kỷ 18 thì chính quyền của chú Trịnh và chính quyền của chú Nguyễn Xíu và đã tạo điều kiện cho một cái phong trào nổi lên, đó là phong trào Tây Sơn, diễn ra từ năm 1771 đến năm 1802. Và phong trào Tây Sơn đã nổ ra đầu tiên là ở vùng Quy Nhơn, vì sao thì làm chủ một vùng mộng lớn từ vùng Quảng Nam đến Bình Thuận. Tây Sơn đã có 4 lần đánh vào Gia Định và một lần, riêng lần thứ ba là Tây Sơn đã xóa sổ được chú Nguyễn,
và đã tạm thời cai quản được miền Nam. Thế nhưng mà do là Tây Sơn, lực lượng mỏng với lại Tây Sơn cũng có một vài lần làm Tây Sơn cũng làm chủ miền Nam được được khoảng vài năm, và Tây Sơn đã đánh thắng quân Sim ở trận Rạp Sầm Úc và cũng làm chủ được vùng đất Nam Bộ cho đến tận năm 1790 thì bị mất vào tay quân Anh. Trong đó thì chúa trong đó thì Tây Sơn mới bắt đầu là tiến hành một một cuộc di chuyển, tiến đánh Phú Sơn và tiến đánh vùng phía Bắc, và đã đánh bại quân Thanh trong trận Ngọc Mộ Đống Đa, và đã coi như là và sau trận Mộ Đống Đa đánh bại được 29 bạn quân Thanh thì coi như Tây Sơn đã làm chủ được, Tây Sơn đã hoàn thành được không biết nước, coi như Tây Sơn đã mở đầu vì không biết nước. Tuy nhiên mà sau khi vua Quang Trung mất thì cái nhà Tây Sơn bị suy yếu và chính quyền nhanh chóng bị vua Nguyễn lật đổ vào năm 1802. Ra đến thời nhà Nguyễn thì chính quyền của thời nhà Nguyễn này chính quyền cũng được tổ chức một cách cao độ, và lãnh thổ được thống nhất từ từ hai năm hoàng đến mũi Cà Mau và lập một chính quyền quy củ. Lúc đầu thì chính quyền chia thành Bắc Thành và gia định thành ở trung ương, thì có bốn doanh, bốn trấn và bảy doanh. Nhưng mà đến thời Minh Mạng thì cải cách hành chính của Minh Mạng được chia đất nước thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc gọi là phủ Thừa Thiên. Thì hồi nhà Nguyễn đến thời kỳ Minh Mạng thì coi như là mảnh chất độc quyền cao nhất, nho học mảnh chất cao cao nhất về mặt kinh tế, về mặt sòi và cũng như về mặt ngoại, mặt sòi cũng như mặt ngoại ngoại giao. Nhưng mà sau khi Minh Mạng mất thì chính quyền nhà Nguyễn bắt đầu có sự khủng hoảng nội bộ, và sự có cái sự khủng hoảng nội bộ và khủng hoảng này diễn ra khi mà vua Từ Đức mất, khi vua Hiệu Kỳ mất mà Từ Đức lên ngôi, thì khủng hoảng này diễn ra cho đến khi thì bị thực dân Pháp xâm xâm lược. Còn câu hỏi mà vì sao Quang Quang Trung mất thì người ta cũng thấy rất nhiều lý do. Lý do nhất thì có thể là Quang Trung chết vì bệnh, và cái thứ hai và một cái thứ hai thì ta cho rằng Quang Trung chết do trúng độc. Nhưng mà sau khi mà khảo sát các tài liệu thì cho rằng Quang Trung bị chết do bệnh, chết lúc 40 tuổi, và giờ chết là có thể là theo cái người ấy thì chết vì bệnh. Nhưng mà chết bệnh thì chắc chắn là chết là do Quang Trung đánh trận lâu ngày, đánh trận đánh lúc nào cũng thắng, và trong quá trình đánh trận thì Quang Trung đã hít phải cái khí độc như là khí phốt pho, khí trong hỏa pháo, cho nên là Quang Trung sức khỏe mặc dù rất là khỏe nhưng mà ông bị yếu dần và mất năm 40 tuổi. Đó chính là do sao vậy.